Thì bây giờ mình sẽ thử mở khóa lên như kiểu người ta ăn trộm xe và để thử xem máy của chúng ta có lỗi hay không nha các bạn nha. Chúng ta sẽ không để được luôn. Khi quầy chúng ta báo động là chúng ta sẽ không bao giờ để được. Các anh em nhớ nha. Vì đây là bộ chống trộm từ. Khi chúng ta bật máy lên, chúng ta chạm từ thì nguồn điện của cái cục chống trộm từ này nó sẽ tiếp một dòng điện truyền sang mát và ăn thẳng vào nút đề thì anh em chúng ta mới đề được. Còn khi chúng ta bật máy lên, chúng ta sẽ không chạm từ thì cái nguồn bộ chống trộm từ này nó sẽ báo động và nó cắt toàn bộ hệ thống điện dẫn đến nút đề của chúng ta, khiến cho xe chúng ta sẽ không nổ được. Và cái đặc điểm ấy là cái bộ chống trộm từ này rất là tốt, là nó sẽ kêu suốt để báo động cho tất cả người dân đi đường, người xung quanh người ta đều biết là đang có người đột nhập xe của chúng ta. Nó kêu suốt lúc nào bình ắc quy của chúng ta hết sạch điện, cạn kiệt thì thôi. Chào các anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm, đó là chống trộm từ cho tất cả các xe máy, xe ga xe số, các anh em đều đấu được hết nhé. Cái chống trộm từ này nó có tác dụng là khi chúng ta lổ máy lên, mình bật máy lên thì chúng ta phải chạm từ. Nếu không chạm từ thì xe chúng ta sẽ báo động và không lổ được và cũng không đi được, là báo động rất là to. Nếu như cái bộ chống trộm từ này của chúng ta, khi chúng ta bật máy lên mà không chạm từ là máy của chúng ta cũng sẽ không bao giờ đi được và sẽ rú máy kêu rất là to, thì tất cả sẽ gây chú ý cho tất cả mọi người. Người ta dắt xe cũng không đi được, người ta dắt xe thì nó sẽ kêu suốt như thế, kêu cho đến khi nào mà bình ắc quy của chúng ta cạn thì mới thôi. Thì nếu xe của chúng ta báo động kêu như vậy thì người ăn trộm người ta dắt xe đi, người dân người ta sẽ nhìn vào và người ta cũng sẽ biết là người này là đang ăn trộm xe. Thì cái bộ chống trộm này của chúng ta thì gồm có 6 dây. Bạn xem này. Có 6 dây. Thì đấu thì cũng là rất dễ thôi, các anh em tự nếu như có nhu cầu mà mua thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0962 783 889 hoặc liên hệ Facebook hoặc Zalo. Thì cái bộ chống trộm từ này nó có 6 dây. Dây màu trắng của chúng ta đấu lên dây đen sọc trắng của ổ khóa. Có nghe là dây đen sọc trắng của chúng ta là dây kích tắt máy. Dây màu xanh của chúng ta thì đấu vô dây xanh của mát xe. Dây màu xanh dương của chúng ta thì đấu lên dây màu xanh của nút đề. Dây màu đen của chúng ta thì đấu vô nguồn của ổ khóa, nguồn sau ổ khóa. Còn dây màu cam là dây đấu, chúng ta đấu một dây vào lửa của cái còi của mình. Dây màu đỏ là dây từ, chúng ta không đấu vào đâu cả. Thì bây giờ mình sẽ thao tác trên xe này của mình. Để khỏi các anh em chờ lâu thì mình đã tháo hết toàn bộ ốc ở trên mặt lạ và phai đèn. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ thực hành luôn. Và đây trên bàn của chúng ta là có hai bộ sản phẩm chống trộm trên xe máy. Thì bộ chống trộm này của chúng ta là bộ chống trộm từ cho tất cả các hãng xe máy, xe ga, xe số. Còn đây là bộ chống trộm thì các anh em cũng đã biết, mình đã quảng cáo nhiều video của mình trên YouTube thì các anh em đã biết.
Thì hôm nay mình sẽ tập trung vào bộ chống trộm từ này thôi. Đây là tờ giấy hướng dẫn của nó. Đấu, họ viết là rất là chi tiết luôn. Các anh em nhìn đấy, Honda Ablaze, dây trắng, đầu vô xanh dương, sọc vàng, kích tắt máy, còn cả SH này, xe số này, Yamaha này, Suzuki này, FMI Ablaze 2013 xài chung này. Thì các em mà mua hàng thì đều có một tờ giấy hướng dẫn này đấu tất cả các trên con xe của mình. Bây giờ mình sẽ tháo cái mặt nạ và pha đèn của chúng ta ra. Bộ sản phẩm chống trộm này thì không bao giờ thể thiếu cho tất cả các anh em chúng ta. Ai cũng cần phải trang bị một sản phẩm để bảo vệ xe của chúng ta. Các anh em đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Khi xe chúng ta đã bị bẻ khóa mất rồi thì lúc đấy chúng ta cũng muốn bảo vệ cũng vô hiệu hóa mà thôi. Các anh em rổ cái ổ khóa của chúng ta ra. Ổ khóa này là có hai rắc. Thì chúng ta sẽ rổ hai rắc của chúng ta ra. Đầu tiên các anh em đấu dây trắng này vào dây đen sọc trắng. Các anh em nhìn này, trên ổ khóa dây trắng vô đen sọc trắng, dây xanh vô mát ổ khóa. Và bây giờ chúng ta sẽ đấu dây trắng vô đen sọc trắng. Dây xanh là cây vô mát. Khi anh em chúng ta nối như thế này xong xuôi thì anh em chúng ta sẽ nắp lại rắc ổ khóa của mình. Rồi. Anh em chúng ta đấu dây đen vô nguồn sau của ổ khóa. Dây đen này là nguồn cung cấp tất cả các hệ đèn nhan, còi, đề, báo số trên xe máy các anh em nhé. Khi chúng ta lối xong chúng ta cũng lại nắp lại. Và còn lại là 3 dây. Dây màu đỏ là dây cảm ứng từ, dây màu cam là dây đấu nút còi. Dây màu cam này chúng ta sẽ đấu vào dây còi, lửa còi các anh em nhé. Và dây xanh dương này của chúng ta đấu lên nút đề. Thì bây giờ chúng ta sẽ đấu vào dây cam, chúng ta sẽ đấu vào nút còi của chúng ta. Đây các anh em đây, đây là rắc còi của chúng ta nhé. Thì rắc còi của chúng ta đây thì mình sẽ lối vào đây. Video này là video hướng dẫn cho các anh em, cho nên là mình đấu tạm thời. Các anh em mua về thì đấu chắc chắn lại cho mình nhé. Rồi. Chúng ta còn 2 dây nữa. Thì dây màu đỏ là dây cảm ứng, chúng ta sẽ không đấu vào đâu cả. Còn dây màu xanh chúng ta đấu vào nút đề. Đây các anh em nhìn này. Dây màu xanh dương chúng ta sẽ đấu vào dây xanh của nút đề này nhá. Các anh em lần theo cái dây nút đề này và chúng ta sẽ đấu vào đây. Đó. Thì dây của nút đề đây là mình đã lời cái rắc
ra và chúng ta sẽ đấu đây. Đây là dây của nút đề các anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đấu vô đây. Còn dây màu đỏ này thì các anh em lưu ý cho mình là mình sẽ cầm kéo, mình sẽ gọt cái lớp vỏ bọc dây điện này ra. Dây màu đỏ này, các anh em nhìn này, các anh em sẽ cầm cái dây cái kéo, chúng ta sẽ gọt bỏ cái lớp vỏ nhựa bao bọc điện này ra và chúng ta sẽ buộc cái dây này của chúng ta vào vị trí này. Các anh em hiểu không ạ? Đây, để mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Chúng ta sẽ lấy cái kéo, chúng ta gọt cái lớp này đi. Rồi. Và các anh em sẽ đút vào cái kẹp này. Rồi. Khi chúng ta chụp cái mặt lạ của nó vào thì chúng ta sẽ siết ốc ở đây. Thì nguyên tắc của cái dây này là kẹp ở đây để làm gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ làm dấu từ ở đây. Khi chúng ta bật ổ khóa lên là anh em chúng ta chạm nhẹ cái tay vào đây, chạm nhẹ tay vào con ốc để cho nó bắt từ trên người cơ thể của chúng ta để xe chúng ta có thể đi được. Nếu anh em chúng ta mà bật khóa lên mà không chạm vào từ đây thì xe sẽ rú và kêu rất to. Thì bây giờ chúng ta đã đấu rất là tốt rồi và xong xuôi hết rồi, thì bây giờ anh em chúng ta sẽ bật khóa lên thử và chúng ta sẽ không chạm từ. Chúng ta bật khóa lên này. Đấy, máy của chúng ta sẽ báo động luôn phải không các anh em? Thế bây giờ ví dụ như anh em chúng ta, cái này là tính trong vòng khoảng tầm 5 giây được anh em ạ. Bây giờ anh em chúng ta bật khóa này, ví dụ như chúng ta đi đường đi về, chúng ta bật khóa lên, chúng ta chạm vào từ, xong máy của chúng ta sẽ không kêu để lổ đi được luôn. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tắt đi này. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ bật khóa lên, bật khóa lên để đi xe. Ví dụ như người ta ăn trộm, người ta ăn trộm xe của chúng ta, người ta mở được khóa, người ta mở khóa lên nhưng người ta không biết là mình lắp chống trộm từ vào. Thì bây giờ mình sẽ thử mở khóa lên như kiểu người ta ăn trộm xe và để thử xem máy của chúng ta có lổ hay không nha các bạn nha. Chúng ta sẽ không để được luôn. Khi quẩy chúng ta báo động là chúng ta sẽ không bao giờ để được. Các anh em nhớ nhá. Vì đây là bộ chống trộm từ. Khi chúng ta bật máy lên, chúng ta chạm từ thì nguồn điện của cái cục chống trộm từ này nó sẽ tiếp một dòng điện truyền sang mát và ăn thẳng vào nút đề thì anh em chúng ta mới đề được. Còn khi chúng ta bật máy lên, chúng ta sẽ không chạm từ thì cái nguồn bộ chống trộm từ này nó sẽ báo động và nó cắt toàn bộ hệ thống điện dẫn đến nút đề của chúng ta, khiến cho xe chúng ta sẽ không nổ được. Và cái đặc điểm ấy là cái bộ chống trộm từ này rất là tốt, là nó sẽ kêu suốt để báo động cho tất cả người dân đi đường, người xung quanh, người ta đều biết là đang có người đột nhập xe của chúng ta. Nó kêu suốt lúc nào bình ắc quy của chúng ta hết sạch điện, cạn kiệt thì thôi. Các anh em hãy sắm cho mình một bộ chống trộm từ này rất là tốt để bảo vệ trên xe của chúng ta. Đừng để cho xe của chúng ta nó bị mất trộm rồi thì chúng ta mới mua để bảo vệ thì lúc đấy cũng là vô hiệu hóa. Kiểu như mất bò mới non làm chuồng ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ mở khóa lên, mình sẽ chạm từ cho anh em xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ để thử. Đấy, rất là ngon và ok. Và bây giờ chúng ta sẽ mở khóa lên và không chạm từ. Vậy là mình vừa hướng dẫn cho các anh em đấu bộ sản phẩm chống trộm từ trên xe máy
các anh em hãy đăng ký kênh của mình để nhận nhiều video hay hơn nữa và để ủng hộ cho kênh của mình phát triển, để mình có thể có nhiều cái động lực để mình phục vụ cho các anh em xem để học hỏi thêm một ít kinh nghiệm nữa. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.